liên quan vụ nghi án bé trai 2 tháng tuổi bị ném từ tầng 5 Bệnh viện Nhi đồng thành phố xuống đất dẫn tới tử vong. Ngày 16 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp cùng công an huyện Bình Chánh đang tạm giữ bà BTQ, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Long An để điều tra. Tại cơ quan công an, bà Quy khai nhận sáng 14 tháng 6, bà cùng chồng là anh NVD, sinh năm 1988, đưa con trai là cháu H gần 2 tháng tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh. Sau đó, các y bác sĩ xác định cháu H bị trào ngược dạ dày thực quản. Khi người chồng nói lại với bà Quy, nhưng bà Quy vẫn không tin vào kết quả của bác sĩ, nên hai vợ chồng bà Quy mâu thuẫn. Anh D đi xuống căng tin đứng chờ, còn bà Quy bế con đi đăng ký khám bệnh lại. Sau khi khám xong, bác sĩ thông báo con trai bà bị phổi yếu và trào ngược dạ dày thực quản. Được bà Quy yêu cầu, bác sĩ cho cháu nhập viện vào khoa chăm sóc sơ sinh tại tầng 2. Bà Quy báo tin cho chồng và căn dặn anh này ở dưới, nếu có việc gì sẽ thông báo lại. Ít phút sau, bà Quy nghĩ con trai bị bệnh nặng và không có tiền chữa bệnh. Bên cạnh đó, cháu Hát thường không ngủ, khóc, làm hai vợ chồng bà Quy mệt mỏi, nên bà Quy nảy sinh ý định ném con xuống đất. Bà Quy bế con lên tầng 5 tìm chỗ ném. Khi thấy bên vách hành lang có cửa thông gió, bà Quy đẩy cửa và ném con xuống dưới, làm bé trai tử vong. Gây án xong, bà Quy đi vào căn phòng ở tầng 6 ngồi.